Chào mừng các bạn trở lại với kênh Khá Phát Sinh. Và hiện tại thì đứng bên cạnh mình đó chính là chiếc xe điện đến từ nhà Mercedes-Benz. Và chiếc xe EQB 200 AMG Line này có gì đặc biệt? Thật ra chiếc xe này có khả năng di chuyển trong một lần sạc là 460 km theo cái tiêu chuẩn WLTP. Vậy thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về chiếc xe này. Thì đầu tiên đến phần đầu xe đi. Đầu xe thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy một số những cái chi tiết mà thể hiện đây là một chiếc xe điện. Đầu tiên đó chính là cái phần đèn. Các bạn để ý đây là một cái đèn viền màu xanh. Đó, các bạn thấy không? Một đèn viền màu xanh. Và bên trong này á, là chúng ta đang có được một cái hệ thống đèn công nghệ cao nha. Đây là đèn của LED High Performance. Và theo như một số thông tin mình tìm hiểu thì cái đèn này nó có luôn cả tính năng là trợ lý khi các bạn bật pha cốt. Đây là một những cái công nghệ cao nhất của đèn mà hiện tại của Mercedes đang có. Tiếp nữa là ở vị trí phía trước lưới tản nhiệt, thì đây là một chiếc xe điện mà, thì chúng ta làm gì có được một cái khe tổ ong hay gì gì đó. Chúng ta sẽ có một cái lưới tản nhiệt kính, và ở đây chúng ta có những cái đường mạ chrome thế này kéo dài từ hông xe đến cái logo. Và các bạn nghĩ sao về cách bố trí như thế này thì cùng bình luận bên dưới nha. Và ở đây là chúng ta có một cái cụm camera nè. Rồi cái cản trước thì thật ra mình có cảm giác cái cản trước này cũng không khác biệt với lại cái người anh em của nó là GLB đâu. Và nếu như các bạn để ý đi, các bạn sẽ nhìn thấy thì chúng ta sẽ có được những cái đường gân dập nổi ở phần nắp capo. Nó giúp cho chiếc xe có một cái cảm giác nó mạnh mẽ hơn và nó thể thao hơn. Đây, những cái đường dập nổi nè. Mâm xe là một trong những cái chi tiết mà các bạn có thể nhìn là biết ngay đây là AMG, không thể lẫn vào đâu được. Đây, cái phong cách thiết kế AMG dạo này của Mercedes, họ làm những cái kiểu họ rất là đồng bộ và nhìn rất là nịnh mắt luôn nha. Một cái sự thể thao sang trọng và bề thế, đó là những cái thứ mà các bạn dễ dàng bắt gặp được trên chiếc xe này. Và như các bạn nhìn thấy thì cái kích thước tổng thể của mẫu xe này không có quá là nhiều thay đổi so với lại người anh em động cơ xăng, đó chính là chiếc GLB. Về kích thước tổng thể của chiếc EQB, và chúng ta sẽ có một cái đường tương đồng với lại cái người anh em là GLB. Thì chiều dài của chiếc xe này á, đang có là hơn 4m6 và cái chiều ngang của chiếc xe này là hơn 2m. Cùng với lại cái chiều dài cơ sở của bánh xe là 2m6 thì nó giúp cho các bạn có một cái không gian nó rộng rãi hơn. Và cái chiếc xe này khi mà các bạn đi thì nó vẫn thể hiện một sự bề thế và hoành tráng cho người chủ nhân. Một số cái chi tiết mà các bạn có thể nhìn thấy khá là sang trọng đó chính là những cái đường mạ như thế này nè các bạn. Những cái đường mạ ôm viền chân kính nè, cái phần giá nóc nè, nó tạo một cái điểm nhấn nha. Bởi vì cái xe tổng thể của chúng ta đang là màu đen thì những cái chi tiết màu tương phản thế này nè, nó làm nổi bật hơn và giúp cho chiếc xe có một cảm giác nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Chào mừng các bạn đến với thế giới ngôi sao. Một chiếc xe mang đúng một phong cách tương lai luôn nha các bạn. EQB đó, EQB, và bên dưới là có chữ Thái Lan mình không biết là chữ gì. Và nhìn một cách tổng thể chung nhất thì tất cả những cái mẫu xe của Mercedes, và nhất là những cái dòng xe có một chút phong cách của AMG, chúng ta sẽ có dễ dàng nhận thấy nhất đó chính là từ cái vô lăng nè. Tiếp nữa là sẽ có một cái ghế và nó có một cái độ ôm người nhất định. Thêm vào đó là cái ghế sẽ có được là ghế da là ở vị trí này, ở hai bên hông cửa của bạn, hai bên hông lưng á sẽ là bằng da, ở giữa sẽ bằng nỉ. Theo mình thì cái phong cách thiết kế này nó giúp cho chúng ta có được một cái sự thể thao mà vẫn không có lãng phí đi cái chuyện mà sang trọng á. Đó là một điểm cộng, mình thấy đây là một điểm cộng đối với một chiếc xe mà đến từ thương hiệu sang như thế này. Đây là nút để các bạn mở cốp này bằng điện luôn các bạn. À, cần số nó vẫn nằm ở đây các bạn. Cần số đây, phía sau vô lăng vẫn có lẫy số sau vô lăng nè, màn hình chính nè. Chúng ta sẽ có một cái cửa sổ trời bên trên, và chúng ta sẽ có được luôn cả một cái không gian ở bên phía sau khá là rộng rãi. Và tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta đang có một khoảng sáng, một cái khoảng chiều dài cơ sở lên tới 2600 mà, chắc chắn là sẽ phải động rồi. Hy vọng là những hình ảnh này sẽ làm cho các bạn dễ hình dung được chiếc xe mà mình đang nói nó như thế nào về một khoảng rộng rãi. Ngoài ra thì ở đây các bạn cũng có nhìn thấy là có những cái hoa văn họa tiết mà cũng theo kiểu kiểu này, thì các bạn nghĩ này kiểu gì rồi bình luận thêm nha. Ở đây thì có được ba vị trí nhớ nè, rồi điều chỉnh điện nè đó mấy bạn. Dạo này khi mà các bạn để ý những chiếc xe mới của Mercedes á, họ sẽ là kiểu mà cảm ứng lực ở đây nè. Thì với chiếc xe này là vẫn cảm ứng bụp, đâu có cảm ứng đâu, là phải bấm nút đây, thấy không đó, không sao đâu. Với mình nó vẫn là hoàn hảo mà, bởi vì đó là Mercedes. Phần đuôi xe thì các bạn nghĩ sao? Với một chiếc xe mà có một phong cách thiết kế đuôi nó khá là lạ mắt. Thiết kế phong cách đuôi sẽ kéo dài từ phải sang trái nè các bạn. Đây là một cái sự khác biệt và độc đáo so với những cái hãng xe khác mà thật ra mình chưa thể thấy được. EQB và cái mã chiếc xe này là 250. Đây là phiên bản AMG nha các bạn. Tức là chúng ta có một số món đồ độ. Và đây chính là những cái khuếch tán ở đuôi giúp cho chiếc xe ổn định hơn như mình có nói. Ở vị trí này
sẽ có những cái cảm biến. Còn cái cụm đèn chính, cụm đèn LED với một cái phong cách thiết kế như thế này, chia theo tầng nè, các bạn nghĩ sao? Thì cùng để lại bình luận bên dưới nha. Mình là mình thấy nó đẹp lắm á. Và như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì chiếc xe Mercedes-Benz mà EQB là một trong những mẫu Range Rover 5 chỗ và 5 cửa luôn. Thì cái mẫu xe này được dựa trên một cái nền tảng của MFA2. Nói chung là cái nền tảng này được áp dụng rất là nhiều trên những cái mẫu như A-Class nè, rồi GLA Class và GLB. Với một chiếc xe điện thì cái mà chúng ta quan tâm nhất vẫn là câu chuyện chiếc xe này đi được bao xa. Thì với EQB 250 chúng ta có được một cái bộ pin là 66 kW, có nghĩa rằng là các bạn sẽ đi được khoảng chừng theo như nhà sản xuất họ công bố cùng với lại những cái quá trình mà họ đi đánh giá, chiếc xe này di chuyển được khoảng 460 km. Và sức mạnh của chiếc xe này đang là công suất là 190 mã lực kết hợp với cái mô men xoắn là 384 Nm. Chiếc xe này của chúng ta mặc dù là một chiếc xe điện, một chiếc Range Rover thôi, nhưng mà cái khả năng tăng tốc thì từ 0 tới 100 cây số cũng mất khoảng chừng tới 9 giây. Đối với chiếc xe này chúng ta có thời gian sạc điện từ 10 đến 80% là 32 phút. Thì đó là đối với khi mà bạn sạc nhanh 100 kW. Còn đối với cái sạc chậm của chiếc xe này là 11 kW thì chỉ buồn các bạn phải mất là hơn 6 tiếng, mà thật ra là 6 tiếng 50 phút lận. Để khi các bạn sạc đầy được một lượng pin, nó tương đương với chuyện bạn ngủ phát đủ 8 tiếng hồ thì sáng mai là bạn vừa có năng lượng để bạn đi làm và chiếc xe cũng có đủ năng lượng để chở bạn đi tới mọi nơi. Cái video clip này là những chia sẻ mà mình lượm lặt được một số thông tin về cái mẫu xe EQB và 250 AMG. Còn các bạn nghĩ sao về mẫu xe này, hoặc là các bạn có biết một số thông tin về chiếc xe này thì cùng nhau chia sẻ bên dưới để chúng ta thảo luận với nhau nhiều hơn về mẫu xe này. Và theo như mình nghĩ thì chiếc xe này sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì Mercedes-Benz họ nhận định rằng là Thái Lan là nơi đầu tiên để cho tất cả các mẫu xe công nghệ mới, xe xu hướng, xe xu thế đến với thị trường Đông Nam Á. Và khi đã có mặt Thái Lan thì đồng nghĩa là xe này sẽ mặt tại Việt Nam. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc xe này? Cùng nhau để lại bình luận bên dưới và chia sẻ nhiều hơn. Cũng như là nhớ like, subscribe kênh Carperson và theo dõi tụi mình trong các video clip tiếp theo. Bye bye! Yeah, that's what we get. That's what we're trying to do.